Chào cả nhà, tranh thủ vài like xanh đậm nha các chị ơi. Hôm nay em xả hàng nha. Những cái mẫu nào em còn lẻ size còn ít ít hôm nay em xả hết cho cả nhà mình với giá sốc luôn. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm này nha. DA1192 này các chị. 1192 mẫu này em còn hai size cuối thôi, đó là size L 4 cái với lại size 2X, em còn 6 cái cuối cùng nha. Đầm này bình thường mà mọi người mua mình biết giá rồi. Giá rẻ nhất là 299k, đúng không ạ? À, mua rồi mình biết hết rồi mà. Nhưng hôm nay vì lý do em chỉ còn có 4 cái size L và 6 cái size 2X thôi, thì em sale lấy lượt tương tác nha, mình chia sẻ liền dùm em nhé. Mình chia sẻ liền dùm em nha. 1192, 1192 này em sẽ áp dụng cho chị nào chia sẻ được chốt ngay với giá chỉ có là, à xin lỗi, 1191, 1191 nha. Em sẽ chốt cho mình luôn với giá chỉ có là 159.000 đồng mẫu này nha các chị. 159.000 đồng mã 1191 nha, 159k. Rồi chị nào mình lấy đặt liền 1191 kèm số điện thoại siêu phẩm. Mẫu này mình mua toàn là 299k nay. Hôm nay em sale lấy lượt chia sẻ nha, 159.000 đồng. Và này là lụa Nhật có túi hai bên nè, thiết kế sẽ là cổ đắp chéo nè. Trời ơi, mẫu này là nguyễn chê luôn á, dây khóa kéo đằng sau. Rồi ai may mắn vừa vượt lên đơn liền giùm em 1191 và kèm số điện thoại phải lụa Nhật nha chị ơi. Lụa Nhật các chị mặc êm mềm mát, đặc biệt không nhăn nhầu, không nhăn nhầu cho cái chị mình luôn ạ. Mẫu này em sale 159k em xả luôn nha. Cái này là lấy lượt chia sẻ thôi chứ không phải lấy lợ đàm đâu. Chia sẻ liền dùm em ạ. DA1191 và kèm số điện thoại nha. Dây khóa kéo đằng sau nè, cổ đắp chéo cho cái chị mình nè, có cái bạn eo nè. Rồi giá em sale là 159k, chị nào ưng đặt liền 1191 ạ. Chị Ngọc Thúy 1191 nè, chị Tú Quyên 1191 nè. Còn cho mình size L và em còn cho mình size 2X. Bây giờ size L là eo mình tầm khoảng là 74 đến 76 trở xuống vừa. Size 2X là các chị tầm khoảng eo 84 đến tầm 86 trở xuống mình mặc vừa nha cả nhà nha. Màu xanh navy phối hoa rất đẹp luôn. Mã sản phẩm là DA1191. 1191 em chốt sale liền trên la 159.000 đồng nha các chị, quá rẻ luôn nè. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em nha. Cái này em xả hàng không có lấy lời đâu, em xả cho sạch kho thôi. Những cái mẫu quần lễ chị nào ưng đặt luôn, khỏi cần phải lo lắng về giá. Hôm nay khỏi nghe giá cũng được, thích mẫu nào cứ đặt thôi. Thích mẫu nào cứ đặt thôi nha. 1191 ok chị Ngọc Châu. 159k luôn, đầm siêu phẩm. Bình thường mình mua rẻ nhất là 299, bây giờ mình được chốt có 159 thôi. 1191 nè, chị Nguyễn Tuyết ok, nhớ chia sẻ dùm em luôn nha các chị ơi. Mình đừng quên chia sẻ nha, tại vì hôm nay làm sao lỗ rồi thì em chỉ ưu tiên chị nào có chia sẻ like. Nào mình dành ra vài giây bấm theo dõi trang, bấm chia sẻ like dùm em cái nha các chị. Chia sẻ dùm em nha, trên tường nhà vào nhóm tối thiểu 3 lần em chốt nè, 159k mẫu này. Ok nè, chị Lan Chi nè, 1191 nè, 159k. 159k nha, giá siêu rẻ luôn. Giá siêu rẻ luôn. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em. Ai lấy mẫu nào các chị đặt liền giùm em nha. Rồi tiếp tục em lên cho mình mẫu này. Các chị ơi, 1179 nha. 1179 nha các chị. Hiện tại em còn đúng một size cuối cùng thôi. Đó là em còn cho mình size, em còn cho mình size M. Hiện tại em chỉ còn size M thôi các chị ạ. Rồi bây giờ nha các chị ơi, lên chương trình sao lớn đối với mẫu này cho các chị mình đây. Em sẽ lên chương trình lô nha. 1179 này là giá chỉ có là, bây giờ bình thường các chị mua là 299 đúng không? Hôm nay em sale luôn 99k. 1179 là 99k và áp dụng cho ai có chia sẻ nha. Hiện tại lượt chia sẻ đang rất là ít, nên là bây giờ này các chị ơi, 3 lần chia sẻ dùm em và mình đặt hàng liền. Chị nào mình đặt được mẫu này 99k rồi, nếu mà có thể mình theo dõi xem còn mẫu nào mình ưng, mình đặt thêm gộp đơn em giao một lần. Tại vì thông cảm dùm em, mẫu này em sao 99 là em sao lỗ nha cả nhà nha. Áp dụng là chia sẻ cộng gộp đơn dùm em nha. Chia sẻ gộp đơn dùm em nè, em chốt đơn hàng cho các chị mình luôn, giá chỉ có là 99k. 99k nha. Chị Hồng Vui 1191 nè. Dạ rồi ok chị. Rồi bây giờ nè, mẫu này của em là 1179, em sale 99. Đầm này là hai lớp, có túi luôn nha các chị ơi. Chất xúc thái nha. Đầm này rất đẹp luôn, cái này là miễn chê thật sự luôn á. Đầm này bán là 299 không đó.
Bây giờ em còn cho mình xem M và còn 17 cái cuối cùng áp dụng cho chị nào có chia sẻ em chốt là giá 99k. 99k mẫu này nha cả nhà ơi, chị nào lấy đặt liền dùng em trừ hàng. DA1179 và kèm theo sinh hoạt là 99k, quá rẻ luôn nha các chị ơi, 99k là lỗ vốn nha. Rồi ai vừa xem M mình đặt L72 chữ xuống vừa. L72 chữ xuống vừa nha cả nhà ơi. Cái này nó có co giãn nha, chất xúc thái, bên trong là có lót thun cô tông cho các chị. Giá ngày hôm nay sale cho cả nhà mình chỉ có là 99k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em là 1179 và kèm cho em xin hỏi luôn 99k đầm em đang mặc trên người nha. 99k mẫu đầm này chị nào lấy đặt liền dùm em, còn cho mình xem M. Cuối cùng thôi là chỉ còn xem M thôi, những size khác em hết rồi. Rồi 99k nha, ai lấy đặt liền 1179 và kèm cho em xin hỏi luôn 1179 nha. Ok chị Loan Đàm chút 1179 nè các chị ơi, chia sẻ like dùm em cả nhà. Mình chia sẻ like dùm em nha, em chút mẫu này giá 99k. Xuyên suốt trong like này nhiều mẫu sale sốc lắm, 99k 79k có hết. Cứ từ từ mình theo dõi, có chia sẻ là có đơn nha. Rồi 1179 giá 99k. 99k mẫu này ai lấy mình lên đơn thì dùm em. Quá rẻ các chị ơi, áp dụng là mình chia sẻ cộng cục đơn hàng dùm em nha. Tại vì giá này em lỗ vốn rồi. Rồi đây nó có sẽ tà và có hai lớp cho các chị mình nha. 1179 giá 99k, quá đẹp luôn, xuất sắc. Rồi mẫu này là miễn chê đó các chị ơi, họa tiết hoa nè. Hoa sẽ nằm vị trí bất kỳ nha, mình đừng để cái hoa nằm chính giữa ở đây rồi. Nhận hàng các chị mình thì nó sẽ có thể lật qua bên này, lật qua bên kia gì đó ha. Nói chung là hoa nằm vị trí bất kỳ hết. Rồi bây giờ mẫu này em sẽ là giá 99k. 99k mẫu đầm này ai lấy lên đơn giá em sẽ là 99 hết nha các chị ơi, quá rẻ luôn nè các chị. Còn có size M thêm xả luôn nha, 99k xả lỗ luôn, xả lỗ vốn luôn nha. Chị nào đặt hàng comment liền dùm em ạ. 1179 ok chị Lưu Thị Tám nè. Size ML mình 72 triệu xuống vừa. Size ML 72 triệu xuống vừa giá 99k nha. Giá 99k mẫu này chị nào lấy thì mình đặt hàng cho em luôn. Là mã hàng nè, với số điện thoại em chốt sale nha các chị ha. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây. Đầm tiếp thêm lên cho các chị là DA1129, mẫu này em cũng xả luôn nè. 1129 hôm nay theo dõi like là không cần nghe giá cũng được các chị ơi, còn là đầm đẹp giá rẻ không. Đây là 1219. 1219 em xả luôn 129k. 1219 em xả kho luôn 129k mẫu đầm này nha các chị ơi. 129k thôi, hiện tại em còn cho mình để em xem thử nha. 1219. Rồi các chị ơi, 99k nhớ chia sẻ cộng cục đơn nha các chị. Rồi bây giờ 1219 thì em còn cho mình là 4 size nha. M, L, XL và 2X. Rồi đầm này em sẽ sale xả luôn, còn có là 129.000 đồng. Sale không lợi nhuận rồi các chị ơi, 129k mẫu này. Có hai lớp cho mình nha. Đây có túi hai bên cho các chị mình luôn. Mẫu này em sẽ sale cho mình chỉ có giá 129k thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn liền dùm em. Ngay bây giờ đệm chốt sale liền trên like cho các chị mình luôn. Mã này là DA1219 nha. 129k đầm này. 129k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em là 1219 và kèm xin thoại luôn. Chỉ có giá 129k thôi các chị ơi, 129k đầm này nha. Hai lớp nè, có túi cho các chị mình nè, chất này là chất von nha. Rồi sale xả hàng 129k. 129k mẫu này chị nào lấy lên đơn liền dùm em chốt đơn. 129k thôi cả nhà ơi, giá siêu yêu thương luôn nha. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền là 1219 nha. Chị Phạm Hồng là 1179 ok chị luôn nha. Rồi các chị ơi tranh thủ lên đơn nha. Mẫu này của em là 1219, em xả hàng là 129.000 đồng. 129.000 đồng mẫu này nè. Hai lớp nè ha, 4 size luôn, M, L, XL và 2X, từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em ạ. Chị nào lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em là mã này là DA1219 kèm số điện thoại cho em nha. 1219 xả hàng 129k. 129k mẫu này. Rồi bây giờ em tiếp tục qua mẫu khác nha. Chia sẻ like dùm em luôn nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo em lên cho mình là một cái mẫu đầm von nha. DA1234. Mẫu này em mặc là 2X nên nó hơi to nha các chị. Để em kẹp bớt lại nha. Để em xem nó còn cái gì nha. 1234 VXL. Một cái size L,
một cái XL và hai cái 2X cuối cùng. Giá em xả hàng mẫu này là 149k nha các chị. Mẫu này khách nhận được hàng rất là thích nè. Hôm nay chị nào ơn đặt luôn nha các chị. Ok, chị Trúc Ly 1219 rồi. Đầm này của em có túi hai bên, bên trong là lót thun cotton nè. Đó, chiếc von này mình mặc rất là mềm. Đầm vải gì có co giãn không? Mẫu vừa nãy là von, thật sự là von thì độ co giãn nó không có phải là nhiều như là những cái chất khác đâu các chị ơi. Nó ít ít thôi, ví dụ như cái này cũng von nè, nó co giãn một chút xíu thôi. Chị nào mà thích co giãn nhiều mình phải lựa cái chất khác. Còn nếu mà von thì mình phải chấp nhận là độ co giãn nó sẽ ít hơn nha cả nhà. Thì mình cứ cho em thông số đi, bên em chọn size vừa vặn, mặc thoải mái chị yên tâm. Rồi bây giờ mẫu này của em là DA1234. Mẫu này em còn cho mình một cái size M, quên một cái size L, một cái XL và hai cái 2X. Giá em xả hàng 149. Giá em xả hàng 149k, mã sản phẩm là DA1234. 1234 và kèm cho em số điện thoại nha. 1234 và kèm cho em số điện thoại xả kho 149.000 đồng mẫu này. 1M, ok, 1 size L, 1 size XL, 2 cái 2X cuối cùng nha. Mẫu này siêu đẹp luôn á. Von rất là mềm, khách nhận được hàng cực kỳ thích mẫu này luôn. Hai lớp nha, có túi luôn. Đầm này em xả 149k luôn. Những mẫu này các chị mình mua bình thường là 299 thì không à, 200 mấy không à. Đó, mà em sale xả luôn rồi. Chị nào mình thích thì mình đặt hàng nhanh cho em ngay bây giờ, em chốt đơn nha. Bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình một mẫu đầm khác. Mẫu đầm tiếp theo là một cái mẫu đầm vải lụa Nhật nha. Mẫu đầm tiếp theo là một cái mẫu đầm vải lụa Nhật với mã sản phẩm là DA1197. 1197 em xả hàng luôn nha các chị. 1197 nè. Hiện tại đầm này của em có cho mình là rồi, hai size. 1197 còn hai size là size M với size 2X nha các chị. Size 2X còn 2 cái thôi. Size M thì còn 12 cái. Mã sản phẩm này là DA1197 và giá hôm nay sale xả luôn là rồi 100. Cái này em xả luôn 129k nha các chị ơi, xả lỗ luôn nha. 1197 xả lỗ 129k, chị nào nhanh thì mình đặt luôn. 129 luôn nha, xả lỗ nha các chị. Rồi có túi nha. Nói chung là hôm nay các chị ơi bù lỗ giùm em bằng lượt chia sẻ nha. Bù lỗ giùm em bằng lượt chia sẻ nha thì em mới chốt được các chị. Đầm này em sale là 129k. Đầm là cổ lục giác, tay cánh tiên có túi nè. Phía đằng sau là thiết kế cổ vuông và dây khóa kéo đằng sau. Mẫu này em xả lỗ vốn là 129k nha, hàng lẻ size các chị ơi. Em còn cho mình size M và em còn cho mình size 2X nha. Rồi giá hôm nay em sale luôn cho mình là 129.000 đồng. 129.000 đồng mẫu này, mã sản phẩm là 1197 nha. 1197 và kèm cho em xin hỏi luôn cả nhà ơi. 1197 và kèm cho em xin hỏi nè, em chốt ngay lúc này cho các chị mình chỉ có giá là 129.000 đồng mẫu này nha. 40kg thì hết size rồi chị. 40kg là chắc mình phải mặc size M, nhưng mà em hết size M rồi chị nha. 1, 2, 3, 4 chị còn size L là 2X thôi. Rồi nếu mà chị mê mẫu đó quá có thể mình mua size L đi, về mình bóp eo lại cũng được chị. Rồi bây giờ đầm này của em là 1197, giá em xả hàng 129, lụa Nhật là miễn chê các chị. Mềm mịn êm mát và không nhanh nhọc nha. Rồi có co giãn cho các chị nè. Giá sale cho các chị mình ở đây là chỉ có 129.000 đồng mẫu này. 129k xả lỗ vốn nha. Chị nào mình thích đặt liền giùm em 1197 và kèm số điện thoại lỗ vốn cả nhà ơi. Rất là rẻ luôn rồi nha. Ai ưng thì lên đơn liền ạ. 129k. 129k mẫu này, mã sản phẩm là DA1197 nha. Rồi một màu duy nhất, không có màu khác luôn ạ. Còn cho mình hai size cuối em xả luôn nha. 129k. Rồi bây giờ sẽ lên thêm cho mình một mẫu đầm nữa nè. Rồi em vài giây nha. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng sớm giùm em luôn. Là mã hàng với điện thoại em chốt sale nha. Mẫu tiếp theo xả lỗ vốn ở đây là một cái mẫu đầm phong su với mã sản phẩm là 1228. Đeo 1228 này em còn ít nha, dạ 63kg mặc vừa 2X luôn chị yêu nha. Rồi bây giờ em có mẫu này là 1228, hiện tại 1228 em còn là 9M, 1 size L, 3XL và 3 cái 2X cuối cùng nha. Rồi em xả kho luôn mẫu này nè các chị ơi. Xả lỗ vốn mẫu này luôn, 1228 này với giá chỉ có là 129.000 đồng luôn nha. 129.000 đồng luôn, chị nào ưng thì mình lên đơn liền ạ. Có túi hai bên cổ tròn nè, dây khóa kéo phía đằng sau nè. Có xẻ tà cho các chị mình nè. Rồi xả lỗ nha, chị nào ưng đặt liền 129k. 129k mẫu này, chị nào lấy nhanh tay các chị ơi. Mã này là 1228. 128, 129k mẫu đầm này. Rồi nhanh tay luôn nha các chị, vải này nó có co giãn nha. Vải này nó sẽ có co giãn này, chất vải cách thái nha. Và phần eo nó có chiếc eo cho các chị mặc gọn người. Giá em sale hôm nay là chỉ có là 129k.
129k mẫu này thôi, chị nào ưng đặt liền giùm em ngay bây giờ nhá. Em còn có 4 size luôn, nhưng mà còn có mấy cái thôi, 9 cái M nè, 1 cái L nè, 3 XL nè, rồi 3 cái 2X cuối cùng thôi. Cho chị nào nhanh tay nhá, giá em xả kho 129.000 đồng, 129.000 đồng thôi các chị ạ. Rồi chị nào mình lấy đặt liền 1228 129, có túi luôn nha các chị ơi, quá rẻ luôn. Rồi bây giờ chị nào lấy nhanh tay đặt liền giùm em 128 129k, 129k mẫu đầm này. Rồi chị nào ưng ý đặt cho em cái mã với điện thoại nha. Rồi chị cao 1m6, ok chị Lê Thị Hà, cứ mình cứ để lại thông tin rồi bên. Vậy là 1m663 kiếm mặc được 2X nha chị ơi, mình yên tâm ạ. Rồi bây giờ mẫu này của em với mã sản phẩm này là DA1228, giá em chốt cho mình là chỉ có 129.000 đồng, xả luôn nha các chị ơi, xả giá gốc luôn nha, xả giá sốc luôn nha, 129k. Rồi ok chị Thúy Anh, em chốt cho chị luôn nè. Nhanh tay các chị ơi, hàng này em còn ít nên là ai lấy thì mình đặt luôn, ai lấy thì mình đặt luôn nha, 129k, 129k. Vậy là cách thái nha, có sẽ tài nhẹ hai bên cho các chị mình nè, phong xuông thì mặc dễ chịu vô cùng luôn. Rồi 129k mẫu này, bây giờ sẽ chuyển qua thêm một mẫu đầm tiếp theo nha, em sẽ chuyển qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em là mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha các chị ha. Rồi bây giờ nè, tiếp tục nè, lên thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây. Ngày hôm nay nhiều đầm sale giá sốc lắm, cứ từ từ các chị theo dõi các chị ơi. Ơn mẫu nào các chị cứ đặt hàng cho em nha. Mẫu tiếp theo DA1205, DA1205 đầm này của em sẽ có cho mình 3 size cuối cùng thôi. 1205 em có 3 size cuối cùng. Rồi 1205 nè. À rồi ok, được size này, được size luôn nha các chị. Nhưng mà ít lắm, mỗi size có mấy cái nè, 7 cái M, 5 cái L, 9 cái XL và 12 cái size 2X cuối cùng. Em xả kho 159.000 đồng mẫu này. Ok chị Bình Nguyễn 1228 chút cho chị nha. Rồi bây giờ 1205 em sale cho mình chỉ có 179k thôi. 1205 bình thường đầm này mình mua là 299, hôm nay em xả luôn còn 179.000 đồng thôi nhá. Ok nè chị hai cung. Rồi em chốt cho chị 1228 nè. Rồi bây giờ mẫu này của em là 1205, 1205 em sale luôn, xả luôn còn 179.000 đồng nhá, 179.000 đồng mẫu này. Chị nào lấy đặt liền dùm em ngay bây giờ để em chốt đơn hàng cho các chị mình luôn, 179k mẫu đầm này nha, 179k mẫu này. Cái này nó có co giãn nè, chất êm và mặc rất thoải mái luôn, 40kg đến tầm 65kg là vừa. Và giá ngày hôm nay em xả kho là 179.000 đồng, 179.000 đồng đầm em đang mặc trên người nha. 1205 và kèm số điện thoại nào các chị ơi, quá rẻ luôn. 1205 nhanh tay các chị ơi, lên đơn liền, giá em xả hàng 179, giá em xả hàng 179k mẫu này. Vải này là vải lụa mango ha, mềm êm mát nè, không nhăn nhỏ cho mình nè, có túi hai bên cho các chị mình luôn, từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg mặc vừa, 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn cho em nhé, 179k mẫu đầm này, 179k thôi, mã này là 1205. Ok chị Trúc Ly, em chốt 1205 cho chị nè. Chị Ngọc Trang, ok em chốt nè. Bình thường mình mua là 299, còn riêng trên line này em sale là 179k cho cả nhà mình luôn nha, 179k nè. Thậm chí đầm sơ mi cũng sale 179, đợi em xíu nè, em mặc lên luôn nha. Đầm sơ mi cũng chỉ có giá 179k thôi nè, đợi em vài giây. Hôm nay là đầm sale rất là sốc nha. À các chị nào muốn lên đồ bộ nói em nha, mặc đồ bộ luôn. Hôm nay có cả đồ bộ cũng sale rẻ luôn nha các chị. Rồi bây giờ em lên trước đầm sơ mi đi ha. Đầm sơ mi cũng là họa tiết hoa cúc nữa đây nè, họa cúc tương tự mẫu kia mà nó khác màu nè ha. Đó, mẫu này của em là DA1207 nè. Rồi ok chị Phương Trinh Hà 1205 cho em thêm số điện thoại chị nha. Rồi mẫu này của em là 1207 sale luôn, 179 luôn các chị. Thậm chí sơ mi mà cũng có 179 là quá rẻ luôn nha. Đó, tay lỡ nè, cổ sơ mi nè, túi hai bên và dây khóa kéo đằng sau. Rồi đầm này của em là 1207, em xả kho là 179.000 đồng, 179.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em chuyển hàng chuyển size nha. 1207 hiện tại không còn nhiều,
M207 bây giờ em sẽ có cho mình là 3 size cuối cùng thôi. Size M, size XL và size 2X, 3 size cuối cùng nha các chị. 1252 hả chị? Rồi ok, tí nữa em sẽ mặc 1252 mình xem. 1252 là mẫu mới ha. Hoa nhí hả chị? Rồi ok, có hoa nhí luôn chị. Rồi bây giờ 1207 giá em sale hôm nay cho mình là chỉ có 179.000 đồng mẫu này. 179k mẫu đồng em đang mặc trên người, chất vải lụa mango, mềm, êm, mát và không nhăn nhò nha. Có co giãn cho mình, vải này mặc êm vô cùng êm. Giá em sale là 179k thôi. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em ạ. 179k mẫu đồng này ạ. Mã này là 1207. 1207 nha cả nhà. M207 sale giá 179k đồng em đang mặc. Chị nào mình thích lên đơn liền, chị em chốt đơn luôn. Có túi nè, có co giãn nè, lụa mango này chỉ cần may một lớp, không cần phải may hai lớp đâu nha cả nhà. Nhưng mà hả, mặc lên là đảm bảo chuẩn form và mặc rất là êm mát cho mình, là không có bị nhăn nhò gì hết trơn luôn á. Giá em sale hôm nay cho các chị mình chỉ có giá ở đây là chỉ có 179k thôi, 179k mẫu này thôi nha các chị. Mã này là 1207, ai lấy đặt liền giùm em. Ai lấy mình đặt liền giùm em đầm beo, chị muốn xem đầm beo hay là sao chị ơi? Rồi bây giờ nè, trước tiên để em lên cái 1252 nha. Nãy có chị kêu mặc 1252 nè. Nãy có chị kêu em lên 1252 thì bây giờ em sẽ mặc cho các chị xem thử nha. 1252 đầm sơ mi. Đầm sơ mi nền đen hoa vàng rất đẹp, là mẫu mới bên em luôn. Rồi mẫu này của em sẽ có cho mình đủ size nha. Rồi em vài giây em sẽ mặc lên cho các chị xem luôn nè. Mẫu này shop sẽ có cho mình coi như là 4 size nha, M, L, XL và 2X luôn. Đây, 1252. Một 252 giá là chỉ có 299 thôi. Đây là một cái siêu phẩm mới của bên em, sơ mi nha các chị ơi. Và nó sẽ xếp ly nè, từ trước ra tới đằng sau cho cả nhà mình luôn. Xếp ly từ trước ra tới đằng sau luôn nha. Cái mẫu này bên em đang bán rất là chạy hàng nè. Mẫu này đang bán rất là chạy hàng nè. Chị nào mà mình thích mẫu này cố gắng lên đơn liền nha. 1252 và kèm trên số điện thoại chỉ có giá là 299 thôi. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Xếp ly vuông từ trước ra tới đằng sau, mặc lên phong gọn này, che khuyết điểm vào bụng rất là tốt. Vải này là vải lụa mango, các chị mặc êm mềm mát và có co giãn nha. Giá em sale cho mình ngày hôm nay là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA 1252. 1252 và kèm cho em số điện thoại nha các chị. 1252 và kèm số điện thoại, chốt sale với giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đồng em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn ha. Làm mã hàng với số điện thoại em chốt đơn nha. Mã hàng với số điện thoại em chốt đơn liền trên like cho các chị mình luôn. 1252 kèm số điện thoại luôn. Nhanh tay nha cả nhà. Đó, chất mềm, mặc êm và mặc mát cho mình nè. Thoải mái dễ chịu cho các chị mình luôn. Dây khóa kéo đằng sau. Rồi chị nào mình đặt hàng mẫu này comment cho em luôn là DA 1252 nha. Giá em chốt cho mình luôn chỉ có là 299k, 1252 ạ. 1207 ok, chị Phạm Tình em chốt đơn hàng cho chị nha. Rồi các chị ơi, 1252 nè, chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay. Giá shop hôm nay sale cho các chị chỉ có là 299 thôi. Hàng chuẩn form cho các chị chuẩn shop cho mình luôn nha. Hàng này em may là vừa bán tại Việt Nam vừa xuất khẩu. Chất này là chất lụa Nhật. Lụa Nhật các chị mặc êm lắm, vừa êm vừa mềm vừa mát vừa không có nhăn nhầu luôn nha các chị. Giặt nha, các chị giặt máy giặt tay vô tư, phơi lên là tự động vải nó phẳng ra, cái chị mang vô mặt luôn, khỏi ủ cũng được. Ok, chị Bình Nguyễn em chúc 1252 cho chị luôn, giá chỉ có là 299k. Rồi có chị hỏi em đầm hoa nhí đúng không? Bây giờ em cũng sẽ có đầm hoa nhí cho cả nhà nha. Đợi em vài giây mặc đầm hoa nhí cho các chị mình luôn. Và đầm hoa nhí đợt này của em mẫu mới, em cũng có một cái mẫu hoa nhí nè, đầm sơ mi hoa nhí cho các chị nè. Rồi, chờ em vài giây nha, em mặc lên cho các chị xem thử. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt cho em nha. Mẫu tiếp theo của em là 1285. Mẫu tiếp theo của em là DA 1285 nha. DA 1285 mẫu này sẽ có cho mình là 4 size luôn, M, L, XL, 2X. Đây,
Mẫu mới bên em hot hòn hot luôn nè. Ok chị Lưu thì 8 chút 1252 cho chị nha. Rồi còn ở đây là DA1285 nha các chị. Đây là DA1285 nha. Hiện tại mẫu này em có cho mình đủ size luôn, ML là 2X đây. Nói chung là sơ mi đợt này là bán rất là chạy luôn. Rồi các chị mình nhìn nè, có túi nè ha. Cái tay này là mình sánh lên nha các chị. Sánh lên và nó có xẻ ra như vậy nè, tạo điểm nhánh nè. Rất đẹp luôn nhá. Cổ sơ mi form chuẩn cho mình nè, đẹp chưa? Dây khóa kéo đằng sau. Mã này của em là 1285 và giá ngày hôm nay shop sale cho các chị chỉ có là 299.000 đồng thôi nha các chị. 299k mẫu này nè, mã sản phẩm là DA1285. Rồi vải này nó có co giãn nha. Chiều dọc nè, chiều ngang đều là sẽ có co giãn và có túi hai bên luôn. Dây khóa kéo phía đằng sau từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Mẫu này các chị lên đơn hàng trên là DA1285 và kèm theo số điện thoại nha. 1285 và kèm theo số điện thoại chốt sale liền trên like, giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng. Rồi chị nào mình đặt hàng comment để dùm em 1285 kèm số điện thoại nha, chuẩn shop chuẩn form cho các chị mình luôn. Lộ mango là hoàn toàn yên tâm cho em là cái chất này mình mặc nó êm, nó mềm, nó mát và nó không bị nhăn nhầu. Đồng thời sẽ có co giãn nhẹ cho các chị nên khi các chị mặc lên người rất là dễ chịu nha. Rồi mẫu này em sẽ có một màu duy nhất nha. Hà eo là rơi vào đúng phần nhỏ nhất của mình nè. Từ đây nó xòe nhẹ xuống và che bụng nè, không có lo lộ bụng luôn. Mẫu em đang mặc trên người đây là DA1285. 1285 giá em sẽ sale cho các chị ngày hôm nay chỉ có là 299.000 đồng thôi nha. 299.000 đồng mẫu em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em là mã nè. Với số điện thoại nè, em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. 1285 và kèm số điện thoại cho em nha. Đầm xem cái đầm beo. Bây giờ mình muốn xem đầm beo nào chị, em có cả nhiều đầm beo lắm. Em nhiều đầm họa tiết da beo lắm, chị có nhớ mã không hay là mình miêu tả dùm em. Đầm beo cổ sơ mi, đầm beo cổ rắp chéo hay là đầm beo cổ tim dùm em nha. Để em biết em mặc lên cho mình xem thử nha chị nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người đây là DA1285, giá em chốt cho mình là 299k thôi nha. 299k mẫu em đang mặc trên người, chị nào lấy đặt liền dùm em chuyển hàng nè. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em nha. 1285 chốt giá là 299k. Vải này mềm êm mát và có co giãn nha. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy đặt cho em nào. DA1285 và kèm cho xin thoại luôn. Chỉ có giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Mẫu này các chị nhớ lên đơn liền giùm em. 1285 và kèm cho xin thoại nha. Rất đẹp luôn nè. Rồi chị nào mình thích mẫu này các chị đặt hàng cho em là DA1285 và kèm số điện thoại cho em nha. Chỉ có 299 thôi. Chỉ có 299k thôi, mã này là 1285. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo cho các chị mình lựa chọn luôn. Rồi ai lấy mẫu nào các chị cho em cái mã số và kèm số điện thoại em chốt đơn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Bây giờ da beo thì em nhiều mẫu lắm. Bây giờ em trước tiên em mặc cho mình cái mẫu đầm cổ tim này trước đi nè. Đây là DA1262 đang sale nè. Mẫu đầm da beo này, bình thường da beo là mẫu nào cũng bán rất là chạy hết nha các chị. Và đều giá là tầm 299k trở lên. Nhưng mà riêng mẫu này hôm nay em lên chương trình sale đặc biệt cho các chị, mà mình chỉ mua có giá 249 thôi, mình được giảm thêm 50.000. Rồi chị nào lấy đặt cho em là 1262 nha. Ok chị Phạm Huế, em chúc 1285 cho chị nha. Rồi được nha chị Giang Phan ơi, tí nữa mấy bạn sẽ gọi điện cho mình. Rồi cái chị đầm này có túi nè, cổ tim nè, nó có cái phần cài áo ở đây em đính liền. Rồi dây khóa kéo đằng sau. Hà em sẽ rơi vào đúng phần nhỏ nhất của mình luôn nha, màu này quá đẹp. Đây là DA1262, giá em sale cho mình chỉ có 249 thôi. 249k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Mã sản phẩm này là 1262 nè. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em. Chị nào lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em chuyển hàng chuyển size ngay bây giờ cho các chị nha. Chỉ có giá là 249k. 249k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Chất êm mềm mát nè, có co giãn từ 40kg đến 65kg vừa, quá đẹp luôn. Lụa Nhật nha các chị. Khi mà các chị mặc lụa Nhật thì các chị
Mặc lên người là cảm nhận ngay được cái độ mịn và độ mát của cái chất vải luôn. Và nó mềm lắm luôn nha các chị. Sờ lên mặt vải mịn như em bé vậy, rất là thích luôn. Dây khóa kéo phía đằng sau cho các chị mình ha. Mẫu này ngày hôm nay shop sẽ sale cho các chị mình chỉ có giá là 299.000 đồng. 299k một đầm em đang mặc trên người. Đây là DA1262 nha. 1262 chị nào lấy đặt liền giùm em. 1262 sale luôn trên live với giá chỉ có là 249.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị nhớ đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng nè với số điện thoại cho em nhé. Để em chốt đơn hàng ngay lúc này cho các chị mình luôn. Mã này là 1262. 1262 kèm số điện thoại luôn, có túi này các chị, dây khóa kéo đằng sau. Chất này là chất lụa Nhật nha cả nhà. Chất này là chất lụa Nhật nha, êm lắm, không có nhăn. Cái này các chị giặt máy giặt tay vô tư, giặt xong là phơi lên là vải khô là nó thẳng lì ra cái vải luôn rồi. Mang vô mặt luôn chẳng phải ủi đâu, mua cái đầm nào chứ mua cái đầm này khỏe. Mà tính ra là ở shop em các chị nào đã mua hàng shop em nhiều các chị biết rồi ha. Đa số những cái sản phẩm bên em á là rất là ít bị nhăn nhầu. Rất là ít bị nhăn nhầu nha cả nhà. Nên là mình mặc rất là khỏe, đỡ phải ủi. Ví dụ đi đâu, đi du lịch hay đi đâu đó, các chị gấp bỏ vô vali đến nơi mang ra mặc luôn. Rồi 1262 được sale giá 249k. 249k mẫu này nha, đẹp chưa nè. Mẫu này mặc quá sang luôn, đeo 1262. Ai lấy đặt liền giùm em nha, chốt giá 249k. Rồi bây giờ xem kẻ hôm nay là sẽ có những cái mẫu lẻ sao em sao lỗ vốn nha các chị. Thì các chị cứ từ từ theo dõi nè. Bây giờ em lên một mẫu tiếp theo em sao lỗ nữa đây. Lên một mẫu tiếp theo sao lỗ vốn nữa đây các chị ơi. Rồi mẫu đầm gấm Asitasi nhá. Mẫu đầm gấm Asitasi, mẫu này đẹp vô cùng. Bình thường mọi người mua 299k đúng không? Bây giờ em còn ít em xả luôn nha các chị. Rồi bây giờ nè, mẫu này của em, mẫu này của em là DA, chờ em một xíu nha. Mã này là 1, tự nhiên em bị quên mã số mất tiêu. 1230, 1230 nha các chị. 1230 hôm nay lên kho thấy có còn có đa số là size M và một cái size L. Em còn 16 cái xe M, một cái xe L thêm xả luôn nha các chị. Bây giờ là 1230 này các chị chốt nhanh nha. Giờ em còn ít à. Xả lỗ luôn. 149.000 đồng. Nó chỉ còn đa số là xe M thôi với lại xe L, còn đúng một cái thôi em xả luôn nha. Giờ em báo giá luôn nè. 1230, 149k cho chị nào nhanh tay. 149k nha, lỗ vốn luôn các chị ơi. Lỗ vốn luôn nha. Chị nào ưng đặt liền nha. Mã này là 1230, đẹp chưa? Chất gấm Asitasi, hàng cao cấp. Họa tiết hoa nó nổ lên trên bề mặt vải nè, rất đẹp, có co giãn luôn, có co giãn 4 chiều luôn. Có chiếc eo cho mình, dây khóa kéo đằng sau. Rồi đầm em đang mặc trên người đây là 1230. Đeo 1230 và ngày hôm nay shop sẽ sale cho các chị mình chỉ có giá là 149.000 đồng thôi nha. Chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em, điểm chốt sale là 149k mẫu này. Dây khóa kéo đằng sau có sẽ tài cho mình nè. Rồi vải mềm êm và có co giãn nha. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em là DA1230 và kèm cho em số điện thoại luôn nha. 179k, 149k thôi xả luôn. 149k tiền không nổ luôn các chị ơi, sale lỗ luôn nha. Quá đẹp, hàng này hàng cao cấp phải nè, xịn sò luôn. Nhưng vì bây giờ là em còn lẻ sai, em còn có ít thôi em xả luôn cho nó hết hàng nha. 149.000 đồng chị nào vừa mà đặt luôn. Rồi em còn cho mình 16 cái size M và một cái size L cuối cùng nha. Size M và size L hai size cuối cùng thôi. Size M và size L có hai size cuối cùng thôi em xả luôn nào. 149k. 149k mẫu này, mã sản phẩm 1230 nha. 1230 kèm số điện thoại dùm em. 1230 kèm số điện thoại nhanh tay nha. Ai đặt trước em chịu hàng trước luôn, đặt trễ hết hàng đừng buồn nha cả nhà. Cái này nó có co giãn nha, chất rất là êm. Giá em sale hôm nay là 149k thôi đó. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm một mẫu đầm khác nữa đây. Em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm khác nữa đây nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt liền giùm em. Comment mã hàng với số điện thoại em chốt sale nha. Rồi ở đây em có cho mình là DA1159 nè. 1159 hiện tại em còn 3 size nè.
CMXL với 2X còn có 3 size cuối cùng thôi. Mã này là 1159 nè ha. À, rồi, cô Thanh Toàn nè, cô mua mẫu 1230 giá 299k, mặc rất là chuẩn luôn. Cảm ơn cô Thanh Toàn nhiều. Đó, cả nhà thấy chưa? Bình thường cái đầm này các chị mình mua 299k không? Mọi người đều là mua 299k mà bây giờ em để xem xạ còn có 149 mà chị nào không mua nữa là em bó tay luôn á. Em bó tay chấm con luôn các chị ơi, một cái đầm mà siêu phẩm luôn. Bán là 299k cực kỳ chạy mà bây giờ là em chỉ còn sót kho lại xem M với một cái L em xạ 149 thôi nha. Mình không có nghe nhầm giá đâu. Giá này siêu rẻ luôn đó. Cái nhà em sale lỗ vốn luôn rồi. Cái chất này em nhập về giá thành rất là cao luôn đó các chị. Mà em sale giờ có 149 thôi. Ai lấy thì mình đặt liền cho em là 1230 nha. 1230 kèm số điện thoại 149k thôi nha các chị. Quá rẻ luôn. Rồi, bây giờ mẫu tiếp theo của em là DA1159 nè. Xả tiếp theo là mẫu này. Mẫu này còn cho mình 3 size nha. 1159 em còn cho mình là size M, 10 cái size M, 13 cái XL và em còn 12 cái 2X cuối cùng. Thì cái 1159 này em chốt luôn cho các chị là 129 luôn. Xả rẻ luôn 129k, chị nào ưng đặt liền. À, dây khóa kéo là phía đằng sau, có túi hai bên và có hai lớp nha. Đây dây khóa kéo đằng sau túi nè. Hai lớp nè. Von, chất von này các chị mặc rất là mát luôn. Đây là DA1159 và giá ngày hôm nay sẽ sale cho các chị chỉ có là 129.000 đồng mẫu này. 129.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Rồi, DA1159 ai lấy lên đơn liền cho em luôn nha. Các chị đừng đặt trễ quá, hết hàng uổng lắm. Chỉ có giá 129.000 đồng, đầm em đang mặc trên người. Mã này là DA1159. DA1159 ai ưng mình nhanh tay nè. Ai ưng mẫu này các chị lên đơn hàng ngay bây giờ cho em là DA1159 và kèm số điện thoại. Ngày hôm nay shop sẽ sale cho cả nhà mình luôn, chỉ có giá là 129.000 đồng mẫu này, 129.000 đồng thôi nha các chị. Rồi chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay lên đơn liền giùm em, có túi hai bên, chất mềm và mặc mát cho các chị mình luôn nha. 1159 chị Mili, ok em chốt cho chị luôn là 129k, quá rẻ cả nhà ơi. Ok chị Minh Đỗ 1159 là 129k nè. Chị Nguyễn Thúy em chốt 1159 cho chị là 129k nè. Xả lỗ vốn nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em ạ. Hàng em còn ít em xả nhanh luôn nhá. 129k, mã sản phẩm là DA1159. 1159, chị nào mình lấy đặt liền giùm em. Chị nào lấy mình đặt liền giùm em. Rồi các chị ơi, áo sơ mi. Cái này em còn sót lại 2 cái, em xả luôn 49k đi nha. Sai gì đây ta? Size M nha cả nhà ơi. Size M nha. Em còn 2 cái size M cuối cùng, mã D2 49k luôn các chị. Sơ mi rất đẹp nha. Chất chéo thái mặc không nhanh nhầu và có co giãn nha. Chất chéo thái này các chị thấy chưa, gỡ ra nè các chị thấy cái vải không, rất là đã luôn, không có nhanh và có co giãn nè, trời ơi thoải mái luôn. Bây giờ là size M, em còn 2 cái size M em xả luôn nha. 2 cái size M giờ em khoác ra đỡ nhìn, các chị nhìn đỡ dùm em nha. Còn 2 cái thôi, mã D2 nha, 49k. Size M là các chị tầm khoảng là 50, các chị tầm khoảng là 52kg trở xuống vừa, 50-52kg trở xuống vừa luôn nha. Đó, em đang mặc size M nè, có nút cào cho các chị như thế này. 49k nha, cái này chia sẻ dùm em ạ, cái này em lỗ vốn rồi. Đó, mặc sơ sơ các chị xem cái form áo thôi nha. Đó, còn hai cái cuối cùng em sale là 49k áo sơ mi nha cả nhà. Đó, form áo sơ mi nó như thế này đây. Size M nha, hai cái cuối cùng. Cái này phối với quần tây hay là quần jean hay là quần gì mặc cũng đẹp hết. Phối với chân váy mặc cũng rất đẹp nha. Mẫu này đặc biệt phối trên váy rất là xịn luôn, rất là đẹp. Rồi mẫu này em sale là giá 49k nha. Chất này là chéo thái không nhanh nhầu này, các chị nhìn thấy chưa? Mang ra trong gói hàng các chị nhìn cho em coi. Đây là bởi vậy các chị giặt máy giặt tay vô tư cho em và phơi ra là tự động vải phẳng ra luôn, chẳng cần phải ủi đâu nha. 49k mã D2 kèm số điện thoại nha. Cái này là D2 giùm em nha, size M. Em còn cho mình 2 cái size M cuối cùng nha. Em còn 2 cái size M cuối cùng, em sale luôn là 49k, chốt nhanh dùm em nha các chị. Chốt nhanh dùm em nha, 49k. 49k rồi nha các chị ơi, mã D2. Mã D2 kèm số điện thoại cho em luôn, nhanh tay nha các chị ơi. Rồi, chân váy. Chân váy bút chì nha các chị ơi. Trời ơi, xịn lắm luôn. Có chị nào vừa size M chốt lẹ luôn nha các chị. Em nói thì cái chân váy này vải siêu xịn luôn, siêu xịn sò, dày dặn. Đây là hàng là vải là may để xuất khẩu đó. Nó dày mà nó mát lạnh luôn các chị. Nó dày mà nó mát lạnh mà độ co giãn của nó cực kỳ là êm nha.
co giãn là 4 chiều cho mình luôn. Khuyên chân thành các chị nào vừa mà chốt lẹ luôn nha, có đúng một cái thôi, em sale 49k luôn. Cái này các chị đặt cho em cái mã là D3 dùm em nha, D3 dùm em. D3 giá 49k. D3 giá 49k, quá rẻ nha các chị. D3 giá 49k. D2 49 và D3 cũng 49 nha. Chị nào mà chốt được cái áo 49k thì chốt luôn cái chân váy các chị. Chốt luôn cái chân váy này mặc luôn một bộ. Mặc luôn bộ các chị, trời ơi xịn lắm. Thiệt, em nói thiệt, cái chị mà may mắn, chị nào mà vừa cái chị chốt lẻ đi, đẹp vô cùng. Cái chất này xịn cực kỳ, em cũng có và các bạn livestream là mỗi bạn đều có một cái hết. Đó, ở shop là đa số rất là nhiều bạn có cái này. Cái chị giặt đi nha, tại vì cái này là lúc mà em gấp đây nè. Nó nãy em gấp lại nó có nếp gấp một chút nha, giặt đi là nó hết nếp gấp à. Rồi đây nha. Cái này là giá 49k, vải cực xịn. Em nói thiệt là em nhấn mạnh là vải siêu xịn luôn nha. Cái này là D3, D3 nha các chị ơi, D3 giá là 49k. D3 giá 99k. Còn cái áo sơ mi là D2, mã D2, còn chân váy là mã D3, D3 còn đúng một cái thôi. 1187 hả chị? 1187 là đầm nền đen họa tiết màu nâu nâu đúng không chị Giang Phan? Màu đó thì nãy là live trước em có mặc rồi đầu live á. Rồi bây giờ đầm này của em là 1159, giá em sale cho mình chỉ có là 129.000 đồng. Mã này là 1159, chị nào ưng đặt liền dùm em nha. 1159 kèm số điện thoại, giá em sale cho mình chỉ có là 129.000 đồng mẫu này. 129.000 đồng mẫu này thôi nha các chị, quá là rẻ luôn nha. Cái này nó có hai lớp cho các chị mình luôn. Rồi chị Trúc Ly nè, D3 ok chị nè. 1159 ok chị Võ Thị Nam luôn nha. 1159 là em xã còn có 129 thôi nha. 1159 em xã còn có 129k, chị nào lấy thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. 1159 129k, 129k thôi các chị. Rồi bây giờ tiếp tục qua thêm mẫu khác. Áo sơ mi còn một cái size M kìa, giá 49k, chị nào lấy mình đặt luôn nha. Áo sơ mi em còn một cái đó. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục qua thêm cho mình một mẫu khác luôn. Em sẽ lên thêm cho mình một mẫu khác rồi. Em lên đồ bộ nha cả nhà ơi. Đồ bộ em sao lỗ vốn nè. Đồ bộ em sao lỗ vốn luôn. Trời ơi rất là rẻ nha các chị. Cái này em lỗ vốn rồi, các chị chia sẻ dùm em nha. Mẫu tiếp theo này là DA1239. Một, hai, ba, chín nha. Giá em chốt cho mình là 79k nè. 1159 chị Phương Trinh Hà, 1159 chị Phòng Trà ok chị luôn. Rồi bây giờ em lên mẫu này là 1239, giá sẽ là 79k nhá. 1239 giá 79k, mẫu này chị nào mình lấy đặt liền giùm em ạ. 1239 và kèm số điện thoại luôn, có túi nè. Rồi form này là quần lửng nè, áo form là áo brisa nha các chị ha. Và quần là lưng thun, có bạn lưng thun luôn nha, chứ không phải lưng thun nhỏ đâu. Có bạn lưng thun tầm khoảng là 3 xăng, 4 xăng nha các chị ha, có 4 xăng. Các bạn lưng thun tầm 4 xăng nha, có co giãn nha, có túi nha. Rồi chất này là tôn lụa em đảm bảo 100% các chị mặc là không có nhăn. Thứ hai là các chị mặc nó mát lạnh cho mình ha, và mặt vải rất là êm. Mẫu này của em là 1239 và giá em sale cho mình chỉ có là 79k mẫu này. 79k mẫu này thôi, mã sản phẩm là DA1239 nha. 1239 và kèm trong số điện thoại luôn, 79k. 79k mẫu này các chị ơi, quá rẻ nha. Giá này em sao lỗ, mình nhớ chia sẻ like dùm em ạ. Mình nhớ chia sẻ like dùm em và mình đặt ngay bây giờ em chốt cho mình nha. 79k mẫu này, mã này là DA1239 ạ. 1239 và kèm cho em số điện thoại luôn nha các chị ha. Sale xả lỗ vốn luôn, có túi nè, quần lửng cho mình mặc thoải mái luôn nha. Rồi 79k mẫu này DA1239 quá rẻ. Cái này mình chốt cho mình đặt cho mình, rồi mình đặt cho người thân bạn bè mình luôn các chị ơi. Rẻ ơi là rẻ, bình thường bộ này mình mua là 239. Ai mua rồi mình biết mà, mẫu này là 239k không ạ. Mà bây giờ trên line này em sao lỗ luôn, chỉ có 79k thôi. 79k mẫu đầm này chị nào lấy đặt liền dùm em nha. 1239 và kèm theo điện thoại luôn. 1239 và kèm theo điện thoại, em chốt ngay lúc này cho các chị mình giá chỉ có là 79k mẫu này. Mã này là 1239 nha. 1239 kèm số điện thoại, chia sẻ like và đặt liền dùm em nha. Bảy mươi chín k bộ em đang mặc, mã này là 1239 ạ.
Mã này là 1239, ai lấy mình đặt liền dùm em. 1239 kèm số điện thoại. 1239 kèm số điện thoại 79k. Rồi, đồ bộ em còn nữa nè. Xem kẻ sẽ lên thêm cho mình một mẫu đồ bộ nữa nha. Sắp có cả zoom nữa. Zoom hôm nay cũng sale rẻ luôn. Các chị nào mình muốn xem zoom thì nói em mặc cho các chị xem nhé. Rồi bây giờ em sẽ lên trước là một cái mẫu đồ bộ nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị đặt liền giùm em. Mẫu tiếp theo này là 1217 nè, siêu đẹp luôn. Đây, đầm này của em, chất vải của nó là chất tôm thái. Và mẫu này thì vải này mặc rất là mát nha. Đầm này em sẽ sale cho các chị mình là 139k. Mã này là DA1217 nha. Rồi 1217 nha. Tí nữa mấy bạn kiểm tra mấy bạn gọi nha. Chị Giang Phan ơi, hoặc mình để lại số điện thoại một lần nữa dùm em nha. Tại vì hôm nay nhiều khi là đơn nhiều, mấy bạn chưa có kịp trả lời. Rồi bây giờ là 1217. Có túi nha các chị, và có lưng thun nha, có co giãn cho các chị. Em còn đúng 2 size cuối, em xả luôn 139k thôi nha. 139k bộ này thôi các chị ơi, rất là rẻ nha. 139k bộ này thôi. Rồi chị nào ưng đặt liền giùm em ngay bây giờ là 139k. Thôi 129k luôn đi, 129 luôn đi nha các chị. 1217 xả luôn 129k luôn nha. Lỡ rồi sale là sale tới bến luôn. Sale tới bến luôn nha các chị ơi, 129k bộ này chị nào lấy đặt liền giùm em nào. 1217 kèm số điện thoại 129k mẫu này nha. Còn đúng 2 size thôi, 2 size là tiếc là chỉ còn 2 size nhỏ chứ không còn size lớn nữa. Thì bây giờ size M và size L thì các chị tầm 40kg đến tầm khoảng là 55kg mặc vừa nha. 40kg đến tầm 55kg mặc vừa, mẫu này mã là 1217. 1217 và em chốt cho mình luôn là 129.000 đồng. 129.000 đồng thôi, chị nào mình ưng đặt liền giùm em ạ. 1217 và kèm số điện thoại cho em nha. Nhanh tay nha các chị ơi, 1217 giá em sale là 129.000 đồng. 129.000 đồng rồi, chị nào mình lấy nhanh tay đặt hàng cho em là mã vừa xin thoại luôn nha. Quá đẹp luôn. Đây lại dành cho mình, yên tâm chất này mình mặc mát và không có bị nhăn nhầu nha. Đầm này em sale luôn cho mình giá là chỉ có 129.000 đồng, còn cho mình xem M và xem L. Ok chị, 91217 chốt cho chị luôn nha, 129k nè. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha các chị ơi, em xả lỗ nha, 129 thôi. Một bộ như thế này, vải đẹp nha, chất mát nha, họa tiết rất là sang luôn và giá chỉ có là 129 thôi. 129k mã sản phẩm là DA1217. 1217 và kèm trang sinh hạ luôn. Nhanh tay các chị ơi, quá rẻ luôn nha. 129.000 đồng mã 1217. 1217 và kèm sinh hạ rồi. Bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt liền giùm em. Mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo em sẽ lên cho các chị ở đây là đầm này đẹp lắm nè, 1206. Đầm này đẹp lắm luôn. Đầm này bình thường các chị mua là 299k nè. Rồi bây giờ nay em còn ít em xả luôn nhá. Đây là 1206, đầm này đẹp. Chất đẹp nha, mềm êm mát. Đây là lụa Nhật đó các chị. Lụa Nhật là miễn chê luôn. Hiện tại em còn một cái size M và em còn 18 cái 2X cuối cùng. Em sẽ sale cho mình chỉ có 199 thôi. Chỉ có 199k mẫu này thôi. Mã này là 1206 nha. Chất bao êm luôn. Phía trước có nút cho mình, nút này may liền nha. Dây khóa kéo đằng sau nè. Rồi bây giờ chị nào lấy lên đơn liền dùm em. 199k. Thôi em sale 179 luôn đi. Nói chung lẻ sai rồi, thôi xả nhanh luôn đi. 179k luôn nha. 1206 179 luôn đi. Em báo giá luôn nha. Rồi 179 luôn. Chị nào vừa mình chốt lẻ luôn đi cả nhà. Em cũng muốn xả hàng cho nó nhanh hết thôi. Em sale giá rẻ luôn. Mình khỏi cần phải lo lắng về giá tiền hay gì hết trơn nha. Đã rẻ nay còn rẻ hơn. Bình thường mua 299k này, bây giờ em còn có ít còn mấy cái, em xả 179 chốt cho nhanh luôn nha. 1206 nè, chốt lẹ cả nhà ơi. Một cái size M và 18 cái 2X cuối cùng nha. 2X là L84 hoặc 86 trở xuống mình mặc vừa. Bình thường mặc XL thì bây giờ hết rồi, mình lấy 2X cũng được nha các chị, rộng xíu không sao. Hoặc mình về mình bóp eo lại. Đó, bình thường mình mua đầm này 299k. Thì thay vì bây giờ mình mua 299 đi, thì hôm nay nó lẻ xa nó còn 2X lại mà giá nó có 179 thôi.
thì mình mua về mình chặn ra tầm mười mấy ngàn gì đó, đem ra ngoài tiệm người ta bóp eo lại là xong rồi, là mình mua được một cái đầm ha mà phong đẹp cho mình rồi đó, mà giá lại rẻ hơn nữa. Thì các chị nhanh tay đặt cho em nhé, ví dụ hết size XL lấy 2X luôn các chị, có 179 nè, em sẽ nhanh luôn đó các chị, sẽ rẻ cho các chị mình đặt luôn. Rồi bây giờ chị nào lấy đặt liền nha, còn một cái size M với lại là còn lại là size 2X. Vậy là 2X bây giờ các chị tầm khoảng là 57kg đến tầm khoảng là 65kg mặc vừa nha, 57kg 65kg mặc vừa ha. Rồi chị nào ưng đặt luôn, chị nào ưng đặt luôn nha. 179k lụa Nhật hàng cao cấp, không nhăn không nhàu, không ra màu không sù lông nha các chị ơi. Rồi mẫu này em sale luôn, chị còn có là chỉ còn có giá là 179k, số L chị hôm nay một bộ vừa lắm rồi. Em cảm ơn chị Chín Mùi nha. Rồi 1217 cho chị Chín Mùi nè. Rồi bây giờ mẫu này chị là lấy rạch liền. Mã này là 1206 nha. Cái này em xả nhanh là 179.000 đồng nha các chị. Xả hàng sale rẻ luôn rồi, rất là rẻ rồi các chị ơi. Chị nào lấy rạch liền dùm em 1206 và kèm số điện thoại cho em. 1206 nha, 179k. Đầm này siêu phẩm đó các chị. Chị nào may mắn vừa mình đặt đi các chị ơi, không cần phải lo lắng về giá tiền nữa. Bình thường mọi người mua 299k không, mà các chị hôm nay mua có 179 mình suy nghĩ làm gì. Mẫu này là không có lo là sợ kén da kén dáng gì hết trơn nha, ai mặc cũng đẹp hết. Chị Hồng Vân 1206 này 179k, 1206 cho chị Thanh Thúy 179k, 1206 cho chị Lưu Bùi nha. Cái này là hàng em còn rất là ít và em sale giá xả hàng giá rẻ, nên là hàng nó sẽ có thể hết hàng bất cứ lúc nào, nên là ai nhanh thì có, ai chậm hết hàng đừng buồn nha. 1206 cho chị Phương Chính Hà luôn, giá 179k. Rồi 54kg hả chị, bây giờ vòng eo chị bao nhiêu ạ? Em còn một cái size M, quan trọng vòng eo nữa chị. Nếu mà eo của mình tầm 72 hoặc 73 trở xuống, bon chen lắm thì eo 74 nha, trở xuống thì có thể là mặc được cái size M. Còn lại thì nếu không là hết size rồi thì em chỉ còn size 2X thôi. 2X thì eo 84 đến 86 trở xuống mặc vừa. Bộ hả chị, đồ bộ còn, chị ơi để em mặc cho, tí nữa em sẽ mặc cho mình xem thử tiếp nha. Rồi bây giờ mẫu này của em chị nào lấy đặt liền, giá ngày hôm nay em chốt cho các chị chỉ có là 169.000 đồng, 179.000 đồng mẫu này. 179.000 đồng mẫu này thôi nha cả nhà. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em, chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em chốt đơn luôn. Nhanh tay các chị ơi, 179k, 179k mã 1206 nha. Bây giờ bộ đồ bộ thì em còn một mẫu này nữa nè. Chờ em một chút nha, ai lấy mẫu nào các chị đặt cho em cái mã số với số điện thoại luôn nha, nhanh tay ạ. Bây giờ mẫu tiếp theo nha, em sẽ lên mẫu tiếp theo cho các chị ở đây là, rồi có cho mình mẫu này đây. Mã tiếp theo là DA1216, 1215 và 1216, hai màu nha. Cái này nó có hai màu, màu nền đen và nền màu xanh. Chị nào thích màu nào thì lấy màu đó nha. Rồi đợi em chút. Mẫu tiếp theo này nè, đây, cái này màu màu đen là 1216 thì phải nè, để em xem thử nha. Cái này em xả 129k luôn nha các chị ơi, 129k mẫu này. Mã này là 1216 nha, 1216 em còn cho mình đó là, em còn cho mình đó là một cái size M, một bộ size M, hai bộ size L và một bộ size XL nha. M, L và XL tổng lại chỉ có 4 bộ thôi chứ không có gì, không có nhiều nữa các chị. Ngoài ra em có màu xanh nha. Màu xanh hiện tại thì còn cho mình là 5 bộ, 5 bộ size L và một bộ size M. Đây, xanh, chị nào thích xanh thì lấy cho em là 1215. Xanh là 1215. Các chị cứ nhớ xanh là 1215 giùm em nha cả nhà. Xanh là 1215 đây. 129k xả luôn nha. Còn đen là 1216. Đen là 1216 nha, còn xanh là 1215. Rồi. Đen 1216. Xanh 1215. Giá ngày hôm nay shop sale luôn 129.000 đồng, hai bộ này là giống nhau khác màu chút thôi nha các chị. Ok, 126 chị Minh Thu nè. Rồi các chị ơi, mẫu này em sẽ là 129.000 đồng nha. 129.000 đồng nha, chị nào lấy đặt liền. 1216 màu đen, 1216 màu đen, 1215 xanh, xả kho 129, 129 thôi. Chất này là chất xúc thái nha các chị, có co giãn và không nhăn nha, không nhăn nhậu nha, có túi luôn, có túi và có bạn lưng nè, và bạn lưng thun nè, có bạn lưng thun cho mình là có co giãn nè, đó rất dễ chịu luôn, cái chất này có co giãn nhẹ. Ok chị Chim Bùi em chốt cho mình 1215 nha.
Rồi 1215 là xanh, 1216 là màu đen. Hai mẫu này em xả hàng đồng giá 129 luôn. 129k bộ này nha các chị, chị nào lấy đặt liền. Xanh là 1215, đen là 1216, 129k. 129k rồi, chị nào mình lấy đặt liền giùm em. Ngay lúc này em chuyển hàng luôn các chị ơi, 129 thôi, quá rẻ luôn nha. 129k, chị nào ưng ý đặt liền giùm em ngay bây giờ. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu khác nữa nè. Mình ưng mẫu nào các chị cố gắng đặt hàng càng sớm càng tốt nha. Hôm nay em xả hàng lẻ size, còn cái gì em xả cái lấy hết cho các chị mình đây. Chị nào mình thích thì cứ lên đơn hàng cho em nha. Mẫu tiếp theo ạ. Mẫu tiếp theo có là 1199. Mẫu tiếp theo có là 1199 đây, không biết mặc cái size gì nữa mà nó to to đây ta. Ủa khoan, khoan không phải size M. Size M nha các chị ơi. Size M nha. Đâu để em xem kéo thử coi. Ok, vừa nè. Rồi mẫu này của em là 1199 vậy. Bây giờ 1199 sẽ còn là, hiện tại 1199 sẽ còn một cái M và còn cho mình 19 cái XL nha. Một cái M và 19 cái XL cuối cùng, mã sản phẩm này là DA1199 nè. Rồi em xả nhanh mẫu này nha. Để em báo giá luôn, em xả nhanh mẫu này là 1199 này là chỉ có là, bây giờ em có ít quá nên em sale với giá này luôn nha. 149k. Rồi chốt lẹ luôn nha các chị, giá này là khỏi nghĩ đi cả nhà ơi. Em xả này em xả cho nó hết hàng thôi chứ không phải lấy lời đâu. 149k chốt lẹ nha. 149k mã 1199 giùm em. 1199 giùm em nha các chị. 1199 à thôi, xe M. Khoan khoan, xe M hết hàng các chị nha. Xe M hết hàng. Xe M hết hàng nha. Rồi em còn size XL thôi. Em còn size XL thôi nha các chị. 19 cái XL nha. Giá em sale cho mình ngày hôm nay là 149k, 149k nha. 1199 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Mỹ Lan 1216 ok chị nha. Rồi, mẫu này của em nền xanh hoa vàng, mã sản phẩm này là DA1199, còn 19 cái size XL cuối cùng. Shop sẽ xả hàng cho cả nhà mình luôn. Là giá chỉ có 149k nha. Xả rẻ xả lỗ không lợi nhuận luôn rồi. Chị nào mình ưng đặt liền giùm em. 1199 và kèm cho em số điện thoại ạ. 1199 và kèm cho em số điện thoại nè. Nhanh tay các chị, 149.000 đồng mẫu này. 149k mẫu đầm em đang mặc, mã này là DA1199 nha. Chất này mình mặc êm mềm mát và có co giãn cho các chị nè, có túi hai bên và dây khóa kéo là đằng sau nè. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị mình luôn, chỉ có giá là 149k nha. 149k mẫu này mã là 1199 nha. Ok chị Liên Nghiêm, em chốt 1199 nè, xả luôn 149k thôi nè. Quá rẻ, hàng chuẩn shop, vải là vải đẹp luôn nha. Mẫu này các chị mua được trước là 200 mấy luôn mà bây giờ em sale còn có 149.000 đồng thôi. Đó, hôm nay chị nào mà vào like của em là trúng mánh luôn. Toàn đầm đẹp giá rẻ, rẻ hơn cả giá sỉ. Rẻ hơn cả giá sỉ luôn nha các chị ơi. Đầm lẻ mà rẻ hơn giá sỉ luôn nè, giá lỗ luôn. Rồi chị nào lấy đặt cho em 1199, 149k nha. Em còn cho mình chỉ còn 19 cái XL em sẽ nhanh luôn nha. Chị nào vừa sai mình đặt luôn ạ. Chị nào vừa sai mình đặt luôn ạ, 149k. 149k mẫu này DA1199 nha. DA1199 kèm số điện thoại 149k xong chưa các chị ơi. Mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha, điểm chốt đơn hàng cho các chị mình luôn. 1199 kèm số điện thoại 149k mẫu này nha. Rồi bây giờ sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Em qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Ai đặt hàng thì cứ comment cho em là mã nào với số điện thoại chốt sale. Rồi ở đây em sẽ có cho mình một cái mẫu đầm này, thậm chí là mẫu mới đây em cũng sale rất rẻ luôn nè cả nhà. Rồi đợi em nha. 1242. Hàng đủ size luôn. Một hai bốn hai ngày hôm nay em sale xả luôn, em sale sốc luôn nhá. 169.000 đồng luôn nha các chị. 169.000 đồng mẫu này luôn nha. Chị nào lấy mẫu này các chị đặt trên là 1242 kèm số điện thoại luôn giùm em ạ. Em sale hôm nay giá cực sốc cho mình là 169.000 đồng. 169.000 đồng mẫu đầm này nè. Chất vải này là lụa hàn nha và có 4 size để mình lựa chọn, có túi hai bên cho mình luôn ha. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào ưng ý đặt liền cho em chuyển hàng nè.
Rồi chị nào mình ưng đặt liền dùm em, giá ngày hôm nay shop sale luôn cho các chị là 169k. 169k nha cả nhà ơi, có co giãn nè. Phần hạ em rơi vào đúng phần nhỏ nhất của mình nè, từ đây nó xòe nhẹ xuống che bụng nha. Túi hai bên và phần cổ là viền ren và có đính nút ngọc trai cho các chị nữa đây. Mẫu này của em sẽ có cho mình là 4 size nha, ML, XL và 2X luôn, và từ 40kg đến 65kg là mặc vừa. Ngày hôm nay shop sẽ sale cho nhà mình chỉ có là 169.000 đồng mẫu này. 169.000 đồng mẫu này thôi nha các chị. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em. Em chịu hàng và chịu size liền trên like cho các chị mình luôn. 169k mẫu đầm này, DA1242 1242 và kèm cho em xin hỏi luôn 169k. Đầm sẽ có túi hai bên, có co giãn cho mình nha, và mặc êm mát. Mẫu này em có đúng một màu duy nhất, không có màu khác. Rồi em sale luôn là 169.000 đồng mẫu này. Mã này là 1242, 1242 và kèm cho em xin hỏi luôn nha các chị, nhanh tay nha. 1242 chốt với giá chỉ có là 100, chỉ có giá là 169k mà thôi. 169k chị nào mình thích đặt liền dùm em nha. Vải rất là êm luôn ha. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền 12 DA1242 1242 nha. Rồi các chị ơi, like này sẽ lưu lại, chị nào và trẻ xem lại like dùm em để đặt hàng thêm. Hẹn gặp lại các chị vào các bài like khác. Bye bye cả nhà nha.